Long, Phụng, hai linh vật trong tứ linh, biểu tượng cho sự cao quý nhất. Trong kiến trúc và trang trí cung đình, Long, Phụng được trau chuốt đầy nghệ thuật ngay cả trên trang phục hoàng gia. Những quy định nghiêm ngặt về cấp bậc trang phục, màu sắc trong mọi tầng lớp xã hội triều Nguyễn. Những đặc trưng của trang phục cung đình tạo nên một bức tranh lịch sử rõ nét về một triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam. Trong bộ sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ nổi tiếng của triều Nguyễn, các sử quan của triều đình đã bàn đến rất nhiều về việc ăn mặc của các bậc đế, hậu, hoàng tử, công chúa, quan lại, v.v. Từ trang phục dùng trong các dịp triều lễ, khánh tiết, tết nhất cho đến thường phục. Cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này trong ký sự bí ẩn cung đình triều Nguyễn. Rồng, biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh, sự sáng tạo, tích cực. Tất cả khả năng hoàn hảo, tốt đẹp nhất đều gắn cho rồng. Linh vật đứng vào hàng bậc nhất trong tứ linh, Long, Lần, Quy, Phụng. Trong quan niệm phương Đông, thì rồng ra đời ngay từ buổi bình minh, sơ khai của lịch sử loài người. Yếu tố mưa thuần gió hoa của hình tượng rồng trong văn hóa lúa nước tạo nên một kỳ bản thức riêng của con rồng phong kiến Việt Nam. Và con rồng thời Nguyễn cũng như vậy, nó tiếp thu ảnh hưởng và những giá trị của con rồng các triều đại trước thời Lý, Tần, Hầu, Lê. Những cái giá trị kế thừa đấy nó tạo ra một cái ảnh hưởng, khẳng định cái vai trò của vương quyền, thể hiện cái sức mạnh, cái hình tượng biểu tượng cho triều đại và nhà vua. Nhìn chiếc áo của vua thì chúng ta thấy là con rồng, cái hình tượng con rồng là cái hình tượng đặc trưng của một cái áo hoàng bào, còn gọi là long bào nữa. Trong trang phục vua, tức là cái mà quan trọng nhất đó là màu, tức là phải màu vàng chính sắc, tức là màu vàng đậm như nghệ vậy đó. Thêu rồng thì phải thêu rồng năm móng. Theo quan niệm xưa, vũ trụ được tạo nên từ năm yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm yếu tố này không đứng yên mà luôn chuyển hóa, tương sinh, tương khắc. Trong đó, thổ, đất quan trọng nhất trong ngũ hành và cả trong xã hội. Màu sắc tương ứng là màu vàng. Cho nên, trong hầu hết lịch sử triều đại của Việt Nam, Long Bảo luôn có màu vàng, màu của vương quyền, thứ bậc cao nhất trong thang màu sắc. Như vậy, hoàng bào là mặc khi đăng quang, này, khi đại triều. Trên đầu thì đội mũ cựu long thông thiên là có đỉnh chín rồng nó bay lên. Khi mà long trọng nhất á, thì mới mặc cái đài lễ phục như vậy. Theo sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, mũ cửu long thông thiên quan đính 31 hình rồng, 30 hình ngọn lửa bằng vàng, 30 đóa hoa vuông có khảm ngọc, đính thêm 140 hạt kim cương và chân châu được kết hợp với long bào. Ngoài áo long bào vua mặc trong lúc đại triều, còn có trang phục thường triều và lễ phục. Trong nghi lễ tế Nam Giao, nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ, tức là tế trời đất, nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng. Nhà vua mặc áo lễ may bằng sa mỏng dệt bằng tơ màu xanh da trời, gọi là cồn, thêu mặt trời, mặt trăng. Ống tay áo theo hình rồng mây, mũ miện trên hình vuông, dưới hình tròn, mặt trước và sau có 24 giải rủ. Còn những cái lễ khác thì tùy lễ, nhiều khi cái áo đó màu xanh hay màu đen, thì theo những cái hoa văn á, có những cái cổ đồ bát bưu, tức là những cái vật quý ngày xưa, hoặc là những cái loài hoa là lá tinh tú để mà tượng trưng cho vũ trụ đồ vân vân, phải tùy cái lễ mà có những cái bộ áo riêng cho nhà vua. Không chỉ hoàng đế mới gắn với biểu tượng rồng. Năm Gia Long thứ 15, 1816, vua chuẩn theo kiến nghị của triều đình về phẩm phục đại triều của hoàng tử. Áo mũ đại triều dùng áo thêu con mãng,
rồng bốn móng, uốn quanh màu đỏ thẫm, cùng những trang sức bằng vàng chạm hình rồng. Cũng như rồng, phụng hay phượng hoàng cùng thuộc bộ tứ linh là sự tập hợp những nét ưu việt nhất, tượng trưng cho sự đoan trang cao quý và sắc đẹp của người phụ nữ. Phượng hoàng là thái âm, hợp với rồng, thái dương để tạo nên một cặp đối xứng âm dương trong tứ tượng. Người phương Đông cho rằng là phụng là biểu hiện cho một cái tiêu đài thái bình, sự biểu hiện cho cái sự trong lành, cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Và vì vậy mà hình tượng phụng trở thành một cái biểu tượng rất quan trọng trong việc thể hiện các ba hoàng thời nguyện. Cũng như vậy thì trên phục trang cũng có một sự quy định rất chặt chẽ là hình tượng phụng được trang trí như thế nào. Trong khi rồng là biểu tượng của nhà vua, thì hình tượng phượng hoàng được gắn với hoàng hậu, phi tần công chúa. Trên phượng bào của hoàng hậu thêu chim phượng, hoa sóng nước. Bên trong lót bằng chiều dệt hoa màu đỏ theo bốn mẫu chim phượng và hoa. Hai, may bằng lụa tơ lông đỏ theo hình chim phượng. Áo bào của hoàng thái hậu may bằng sa mỏng màu vàng đậm theo chữ thọ, hoa bốn mùa. Sóng nước bằng chỉ năm màu và chỉ vàng xen kết san hô, mảnh kính tây. Bên trong lót bằng chiều hoa đỏ hoặc sa mỏng dệt hoa. Phụng đoàn chủ yếu là trên các cái trang phục của hoàng thái hậu hoặc thái hậu, còn các công chúa thì không sử dụng cái hình ảnh này, nhưng lại sử dụng các cái mô típ tròn này trong các cái tiết điều với hoa lá để kết hợp. Còn phụng thì thường thường thể hiện là có cái đuôi rất mềm mại uyển chuyển với là ba cái đuôi, nhưng mà con loan á thì thực ra hình vẽ hoàn toàn giống phụng nhưng chỉ có một đuôi. Mũ áo cho công chúa dùng áo kiểu Nhật Bình hoặc sa kép, may bằng sa tơ màu đỏ, dệt hình đoàn loan, mũ đính bảy hình phượng, kẹp tóc vàng 12 châm hoa. Cùng với trang phục đại triều, các hoàng hậu, cung phi vẫn có cho mình phục trang thường triều với áo dài lụa cao cấp, đầu vấn, khăn vành. Và chiếc khăn đó nó có nhiều màu khác nhau, hoặc là màu vàng thì chỉ dành cho hoàng hậu, còn màu xanh và màu xanh lục thủy thì dành cho các mệnh phụ phu nhân. Trong khi trang phục của vua chúa cầu kỳ, màu sắc phức tạp là vậy, thì quần áo của dân chúng lại hết sức giản dị. Triều đình bắt buộc mũ thì dùng mũ phong cân sắc đen, không trang sức, áo thì dùng áo giao lĩnh sắc đen, hai tất đều màu đen. Trang phục triều Nguyễn tại kinh đô, từ hoàng gia cho đến gia đình người dân, hoàn toàn tuân theo mẫu y phục đã được quy định rất nghiêm ngặt. Nhưng mà qua đến cái phẩm phục của triều đình thì lại quy định rất rõ ràng trong điện lệ, tức là phẩm phục của các quan gồm 9 phẩm, phẩm phục của các bà nội cúng 9 bậc thì đều được quy định rất là rõ ràng, cho nên cái đó là một cái đặc điểm mà về nói chung hai chữ trang phục về thời Nguyễn nó gồm có lễ thường phục này, trang phục này, rồi lễ phục, phẩm phục. Phẩm phục là phải có chức tước, triều đình quy chuẩn từ màu sắc cho đến cái hoa văn. Rồi khi mà đi đối với phẩm phục thì nó có còn mũ này, hài này, hia này, đai này, hốt này, vân vân. Một chiếc áo nó khác của vua thì khác với quân thần, với thường dân ở nhiều cái điểm khác nhau, chất liệu vải, cách may, cách trang trí, cách số lượng nữa, nghĩa là nó tùy thuộc vào màu sắc nữa. Triều Nguyễn có những quy định khác biệt về trang phục cho các tầng lớp trong xã hội, dựa trên các tiêu chí chất liệu vải, màu sắc, cách may, họa tiết trang trí, thậm chí cả số lượng y phục dành cho từng hạng người cũng có những quy định rất chặt chẽ. Các loại vải lụa dùng để may trang phục, mũ áo cho vua chúa, hoàng thân quốc thích đều là hàng cao cấp do triều đình đặt mua ở Trung Hoa. Vua Gia Long và Minh Mạng thường sai sứ thần sang Trung Hoa
mua gấm đoạn ở các vùng Nam Kinh, Giang Nam để về cung ứng cho nhu cầu trang phục của hoàng gia. Từ đời Thiệu Trị trở đi, nhà Nguyễn đã đặt các hộ dệt vải lụa ở Hà Đông chuyên dệt lụa, gấm màu vàng dành riêng cho triều đình. Các hộ dệt vải lụa truyền thống ở một số địa phương khác cũng được yêu cầu tiến nộp các mặt hàng dệt cao cấp thay cho việc nộp thuế bằng tiền. Cách thêu cũng vậy, cách thêu của vua thì hàng nội lên trên, còn cách thêu của các quan đại thần thì nhiều khi nó phải chìm xuống dưới. Nghĩa là từng cái tỉ mỉ được ấn định ở trong cách ăn mặc của các vua chúa triều Nguyễn, nó chứng tỏ một cái sự tham khảo về thời trang, có thể nói là chi ly, và nó ấn định được cả cái sắc thái, cái cúng cách của cái người ăn mặc nữa. Từ việc thừa kế một phần trang phục của nhà Lê, tham khảo hình dạng áo mũ của nhà Minh, vua chúa triều Nguyễn đã tạo nên một phong cách mới trong y phục cung đình. Cách chọn màu của các chiếc áo nó rất nghệ thuật và đầy cả phong thái cao quý. Nó làm cho con người, phẩm chất của con người khi mà cái người mặc cái chiếc áo đó, hình như nó tăng thêm cái vẻ đẹp và cái vẻ sang trọng của nhân cách của cái chính con người đó. Khi mà tôi đưa những chiếc áo đó cho tất cả những người bạn tôi, người bạn ngoài quốc hay là nước khác xem, thì họ nghĩ là họ không thể tưởng tượng được là Việt Nam lại có những cái chiếc áo đặc thù như vậy, độc đáo như vậy, mà từ lâu họ chưa bao giờ thấy hay cả. Trong suốt 143 năm tồn tại, triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam, giúp cho ta hình dung tương đối rõ nét về trang phục triều đình cũng như cách thức ăn mặc của người dân trong xã hội xưa. Tất cả các loại trang phục hoàng bào, phượng bào, mũ, miện chính là những báu vật vô giá, ẩn chứa những câu chuyện lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc. Mỗi một triều đại phong kiến đi qua đều để lại những dấu ấn riêng biệt về kinh tế, chính trị, giáo dục và cả những dấu ấn trong trang phục, văn hóa mặc, phong cách, đặc điểm trang phục cung đình. Và hoàng gia triều Nguyễn cũng vậy. Vẫn còn rất nhiều những câu chuyện để tìm hiểu, và hãy cùng chúng tôi đến với bí ẩn cung đình triều Nguyễn trong những tập tiếp theo.